Hiện nay, hợp tác xã vải trứng Hưng Yên, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi đang tập trung bước vào vụ thu hoạch. Năm nay sản lượng vải trứng tăng từ 15 đến 20% so với năm ngoái. Thị trường tiêu thụ thuận lợi với giá 100.000 đồng một kg. Năm nay sản lượng vải trứng Hưng Yên của hợp tác xã ước đạt gần 20 tấn. Hiện tại nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu các đơn hàng. Để người tiêu dùng thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về nguồn gốc sản phẩm, tránh việc giả mạo thương hiệu hoặc trà trộn hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến uy tín nông sản, hợp tác xã. Mỗi bao bì vải quả được đóng gói như thế này sẽ được các thành viên trong hợp tác xã dán tem truy xuất rồi mới xuất bán. Được biết, cách đây nửa tháng, nhiều khách hàng đã đến khảo sát để đặt mua vải, trong đó nhiều khách hàng đặt cọc tiền và muốn thu hoạch sớm. Tuy nhiên, để không làm mất thương hiệu của quả vải trứng Hưng Yên, các nhà vườn chỉ thu hoạch nếu quả vải đạt các tiêu chuẩn về chất lượng và mẫu mã. Vải trứng Hưng Yên ấy, nhìn hình thức quả vải là phải đỏ, phải tròn chính, trông mọng đẫy, phải đúng tuổi và ăn là phải chất lượng, ngọt, bóc ra thấy cùi bóng và chắc thì lúc đó mới thu hái được. Theo hợp tác xã quy định chung là giá 100.000 một kg, còn thị trường họ bán là hơn 100.000.